Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang đã tiêm 94.357 liều Verocell, đề nghị Bộ Y tế phân bổ 90.758 liều AstraZeneca tiêm trả mũi 2. Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính đến cuối ngày 15 tháng 10 đã tiêm được 290.338 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, vaccine Verocell đã tiêm được 94.357 trên 391.929 liều được Bộ Y tế phân bổ. Trong số này, đợt đầu Hậu Giang đã nhận trước 100.000 liều vaccine, đạt 24,08% tổng số liều, tính cả số liều đã tiêm thí điểm từ ngày 13 tháng 10 tại một số địa phương. Số liệu thực tế nhận vaccine Verocell có giảm so với công bố trước đó là 400.000 liều do sự phân bổ lại của Bộ Y tế. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người dân Hậu Giang đã tiêm vaccine là 239.163 người, trong đó có 51.175 người đã tiêm đủ 2 mũi, 187.988 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 44,61% trên tổng dân số từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng, 536.163 người. Hậu Giang đã tiêm được 94.357 liều vaccine Verocell. Mới đây, Ủy ban nhân tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung 90.758 liều vaccine AstraZeneca để trả mũi 2 cho người dân trên địa bàn. Hiện tỉnh đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca tương ứng với số liều phân bổ mũi 2. Đây đều là những trường hợp đã đến thời gian tiêm mũi 2 theo khoảng thời gian khuyến cáo của Bộ Y tế, nhưng tỉnh chưa nhận được nguồn vaccine phân bổ. Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cho biết, Hậu Giang trân trọng cảm ơn Bộ Y tế thời gian qua đã quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt hỗ trợ nhiều trang thiết bị, vật tư y tế và phân bổ sung số lượng vaccine trong bối cảnh cả nước vừa phải chống dịch thành công, vừa phải khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thì vaccine đang là giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi dịch bệnh. Tình hình dịch COVID-19 trong ngày 15 tháng 10. Từ sáng đến chiều 15 tháng 10, chỉ ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, đều là người về từ ngoài tỉnh. Tổng số người nhiễm COVID từ ngoài tỉnh về ngày 1 tháng 10 đến nay đã là 360 người. Còn từ đầu đợt dịch đến nay, tỉnh nhà ghi nhận 954 người nhiễm bệnh. Trong số này có 566 người được chữa khỏi và xuất viện. Hiện còn 383 người đang điều trị tại tỉnh. Hôm nay ghi nhận hơn 300 người về từ ngoài tỉnh, số ít trong khoảng một tuần trở lại đây. Số người cách ly tập trung giảm qua mỗi ngày, hiện còn khoảng 6.000 người. Thị xã Long Mỹ kêu gọi cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hỗ trợ tiêm vaccine. Chiều ngày 15 tháng 10, Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ đã có văn bản kêu gọi y bác sĩ, dược sĩ của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thị xã tham gia hỗ trợ trung tâm y tế thị xã tiêm vaccine phòng COVID-19 với một hoặc hai trong số các nhiệm vụ như sau: ngồi quan sát theo dõi người chờ sau tiêm, hướng dẫn người dân trong buổi tiêm thực hiện theo quy trình thứ tự trước sau, kiểm tra nội dung giấy đăng ký tiêm do đo huyết áp, rút thuốc, khám sàng lọc. Thời gian tiêm kéo dài từ nay đến 20 tháng 10, làm việc 7 giờ đến 16 giờ. Có nghỉ trưa, các cơ sở hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh, huyện hỗ trợ tiêm thì đăng ký trực tiếp với giám đốc trung tâm y tế thị xã, bác sĩ Lý Minh Quang qua số điện thoại 0936 996 996 và báo cáo về phòng y tế bác sĩ Vương Viên Tường theo số điện thoại 0939 054 113 để theo dõi nắm tình hình. Ông Quỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ khẳng định việc kêu gọi này để tăng cường nhân lực, đẩy nhanh việc 25.000 liều vaccine cho người dân, phấn đấu hoàn thành trước 20 tháng 10.
dự phòng có thể sẽ bổ sung thêm khoảng 11.000 đến 12.000 liều vaccine nữa để tiêm đảm bảo 100%. Do đó, thị xã rất mong được sự giúp đỡ của các y bác sĩ, dược sĩ của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân để thị xã Long Mỹ nhanh chóng bao phủ tỷ lệ vaccine và trả lại trạng thái bình thường mới. Tính đến cuối giờ chiều 15 tháng 10, thị xã Long Mỹ đã tiêm được 10.681 liều vaccine phòng COVID-19 trong tổng số 25.000 liều vaccine Verocell được phân bổ, đạt 44,72%, tỷ lệ cao nhất tỉnh. Cần Thơ, hơn 63% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine. Cần Thơ đã tiêm được hơn 92.700 liều vaccine phòng COVID-19, số liều tiêm cao nhất trên ngày từ trước đến nay. Ngày 15 tháng 10, Cần Thơ ghi nhận thêm 36 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 9 ca là người về từ tỉnh khác, thêm 37 ca được điều trị khỏi. Tính chung từ ngày 8 tháng 7 đến nay, Cần Thơ đã có 6.212 ca nhiễm, trong đó có 5.463 ca đã khỏi bệnh, 97 ca tử vong. Sở Y tế thành phố Cần Thơ có văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc xin cấp bổ sung 200.000 liều vaccine Verocell để tiêm cho người dân. Trong ngày 15 tháng 10, Sở đã ban hành công văn số 5.393 về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các sở y tế các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau về việc phối hợp chuẩn bị nội dung cho hội nghị trực tuyến liên kết phối hợp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, xã hội. Hôm nay, Cần Thơ đã triển khai tiêm thêm được hơn 92.700 liều vaccine phòng COVID-19. Lũy tích đến nay, toàn thành phố đã tiêm được hơn 700.800 liều, trong đó hơn 590.600 mũi 1 và hơn 110.200 mũi 2. Tỷ lệ người từ 18 tuổi được tiêm vaccine trên địa bàn thành phố đã đạt trên 63%. Cùng ngày, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 11 ca mắc mới, trong đó có 6 ca cộng đồng, 2 ca là người về từ ngoài tỉnh và 3 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 2.080 ca, trong đó đã có 1.852 ca ra viện, 52 ca tử vong. Tỉnh Bến Tre đã tiêm được 583.329 liều vaccine, trong đó có 519.709 mũi 1 53% và 63.620 mũi 2 6,49%. Ngành y tế địa phương cũng đã thực hiện test nhanh sàng lọc đối tượng nguy cơ đối với 295.452 trường hợp, trong đó phát hiện 313 ca F0. Hiện tỉnh đang cách ly tập trung 4.086 trường hợp, cách ly tại nhà 6.245 trường hợp. Hôm nay, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 18 ca nhiễm COVID-19, trong đó 17 ca là người từ ngoài tỉnh về đã được quản lý. Một ca là tài xế có địa chỉ ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đến thị xã Duyên Hải giao hàng. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.821 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.482 trường hợp và ghi nhận 21 ca tử vong. Đến nay, Trà Vinh đã tiếp nhận 17.941 người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, trong đó phát hiện 165 ca dương tính. Từ ngày 13 tháng 10 đến trưa ngày 15 tháng 10, toàn tỉnh đã tiêm được 86.257 liều vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 15 trường hợp nghi nhiễm trong ngày, gồm 5 người là công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về, 10 người là F1 được cách ly trước đó. Từ ngày 9 tháng 7 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 2.318 ca nhiễm, điều trị khỏi cho 2.247 trường hợp. Cùng ngày, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 78 ca mắc mới, gồm 39 ca từ các tỉnh thành về, 38 ca trong cơ sở cách ly y tế và 1 ca trong cơ sở điều trị. Tổng cộng đến nay, Đồng Tháp đã có 9.065 ca dương tính, trong đó 529 ca từ vùng dịch về, đã điều trị khỏi cho 8.052 ca và có 220 ca tử vong. Trong ngày, tỉnh đã tiêm được 8.365 liều vaccine Verocell. Đến nay, Đồng Tháp tiêm mũi 1 được 674.044 liều, đạt 57,06% dân số. Tiêm mũi 2 là 96.338 liều, đạt 8,16% dân số. Các huyện, thành phố của tỉnh đã hỗ trợ gạo cho 353.473 người dân với số lượng gạo là 5.302 tấn, đạt 90% so với tổng số lượng gạo được phân bổ. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, trong ngày, tỉnh này có 70 ca mắc mới, gồm 4 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Các ca trong cộng đồng ghi nhận tại hai thị xã Gò Công và Cai Lậy. Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh này ghi nhận tổng số 14.844 ca F0. Trong số này có 13.295 ca đã được điều trị khỏi và 376 ca tử vong. Tính đến nay, tỉnh Tiền Giang đã nhận được trên 1 triệu liều vaccine và đã tiêm 770.911 liều. Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết trong ngày, địa phương này ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 26 ca là người về từ ngoại tỉnh, 4 ca là F1 liên quan ổ dịch xã Long Thạnh và 1 trường hợp là nhân viên làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung tại huyện Vị Thủy. Tính đến nay, Hậu Giang phát hiện 954 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 566 ca. Hiện đang cách ly điều trị 383 ca. Tính đến nay, Hậu Giang đã tiêm được 290.338 liều vaccine phòng COVID-19.
trong đó có 94.357 liều vaccine Verocell. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.